Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện tại mình làm clip này là mình cũng đang đứng tại mảnh vườn nhà mình luôn các bạn. Trời bắt đầu chuyển mưa. Thì hôm trước mình review chia sẻ đến các bạn là riêng cái vườn cà phê của nhà mình năm nay là mình không có bón phân chuồng, mà mình dùng một cái loại phân siêu đậm đặc. Mình cũng đã thí nghiệm rồi thấy khá là tốt, thì mình cũng review hình ảnh cho các bạn xem rồi đấy. Thì riêng năm nay là các bạn nhìn dưới gốc cà phê mình là không có phân chuồng, mà riêng cái vườn cà phê của nhà mình là năm nay nói chung trái đậu khá là đạt, khá năng suất luôn các bạn, trái đậu rất nhiều luôn. Cho nên bây giờ tiếp tục mình lại bón phân hóa học đợt 1 cho vườn cây cà phê mình nữa. Thì mình bón như thế nào thì mình cũng tranh thủ chút thời gian cũng hơi gấp rút các bạn, trời thì cũng bắt đầu mưa rồi mà mình cũng tranh thủ bón phân nữa. Thì mình tranh thủ chút thời gian làm cái clip ngắn ngắn này chia sẻ cái thông tin đến các bạn. Bởi vì bước vào đầu mùa mưa là bà con mình phần đông là các bạn là bón phân đợt 1 cho vườn cây cà phê. Thì nếu các bạn dùng phân chuồng thì cũng khá là tốt, mà nếu các bạn không dùng phân chuồng, các bạn dùng cái loại phân vừa rồi mình đã review hình ảnh cho các bạn xem đấy, thay thế phân chuồng cũng khá tốt. Thì riêng cái vườn nhà mình năm nay là mình không có dùng phân chuồng, mình sẽ thí điểm một năm dùng cái phân siêu đậm đặc này thay thế phân chuồng để thử cái kết quả như thế nào. Thì mình sẽ ra những video tiếp theo cho các bạn xem luôn nhé. Còn bây giờ riêng mình bón phân đầu mùa cho vườn cây cà phê của nhà mình á, thì theo kinh nghiệm mình á, thì cái đầu mùa là các bạn chọn cái hàm lượng phân là cái quan trọng, cái yếu tố quan trọng nhất. Cái đầu mùa là các bạn phải chọn cái lượng hàm lượng phân là đạm nhiều, kali ít và lăng thì cũng bình thường chứ không nên cần nhiều lắm. Các bạn không cần kali cũng được. Cũng giống như vườn cà phê mình bây giờ mình đang bón đây là mình chỉ có bón đạm và lăng thôi, chứ không mình không bón kali. Mà riêng cái vườn cà phê mình năm nay nè, trái khá là nhiều mà khá là tốt luôn. Các bạn thấy màu xanh đã chưa? Đó thì trước đây mình cho các bạn xem cái hình ảnh luôn. Thì trời cũng đang mưa, mình cũng đang bón đây. Là mình bón cái đạm Phú Mỹ này. Một gốc cà phê kinh doanh là các bạn bón cỡ 2 lần đến 2 lần rưỡi. Còn riêng cái lăng đen này thì các bạn bón một cây cà phê kinh doanh là các bạn bón nửa cân. Bao này 50 cân là các bạn bón cho 100 cây là ok luôn. Nói chung cái loại này thì mình cũng đã sử dụng rồi, cũng khá là tốt. Đó thì mình cũng tranh thủ chút thời gian sơ sơ làm clip này cho các bạn xem là cái cách nhà mình bón phân đợt 1. Là mình nhắc là các bạn là các bạn nên chọn cái hàm lượng phân, không nên chọn cái hàm lượng phân mà mang cái tính chất mà kali nhiều. Bởi vì cái kali là các bạn không có nên bón vào đầu mùa mưa mà cái hàm lượng kali nhiều. Kali nó chỉ có để dưỡng sọ dưỡng trái mà thôi, khi trái chúng ta lớn. Còn 1-2 tháng thì chúng ta thu hoạch là chúng ta bón cái hàm lượng kali cao là cái đó là hợp lý. Còn riêng bữa nay đi đầu mùa mưa là các bạn không nên chọn cái hàm lượng kali cao, mà chúng ta phải chọn cái hàm lượng đạm cao. Đó. Thì riêng mình bón đợt này là mình nói thật với các bạn là mình không có bón kali, mình bón chỉ lăng. Lăng và đạm Phú Mỹ. Đấy. Mình bón hai loại này. Còn riêng kali là mình không bón. Thì mình tranh thủ chút thời gian làm clip ngắn ngắn này chia sẻ cái thông tin đến các bạn như quý bà con là như vậy. Trước khi chúng ta bón phân cho vườn cây cà phê hoặc là cây hồ tiêu, bước vào giai đoạn đầu mùa mưa mà các bạn bón hàm lượng kali nhiều là không nên. Đấy, ý mình nói là như vậy. Các bạn nên bón hàm lượng đạm là cao. Đấy, y như nhà mình đó. Còn bây giờ trời khá là mưa, chắc có lẽ là mình xin phép các bạn mình tạm kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những clip sau, lúc mình rảnh rỗi mình sẽ làm chi tiết hơn nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn.